xe ga vô liên tục thì mình bởi kẹt quá trời. Làm gì ga vô ở đây dữ ta? Để con học xe hơi không hăng. Quá giàu, thành phố Tân Nguyên hả? Hay thành phố rồi phải không? Thành phố Tân Nguyên của Bình Dương nè. Cái trường ấy cũng bèo bèo mà đi học toàn là đưa con đi xe hơi không ha? Đi xe thật rồi. Trường quý tộc rồi anh em ơi. Rồi thôi, không luôn á trời. Đúng rồi, đây ta dậy không đó. Nói vậy ta còn chưa nói rồi. Rồi vậy. Còn mình thiệt chứ. Mép. Mình chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Giữa sa mạc. Chắc mình không được hơi xe hạt cát nữa quá. Cái bụi cát. Bụi thôi. Hạt cát bự hơn quá không? Ừ. Hạt cát bay không nổi mà hạt bụi bay nổi. Ừ. Chỉ là hạt bụi thôi. Người ta là cục đá rồi. Đá. Là cục sạn rồi. Cát xanh nó chuyện nè. Dữ vậy nè. Trời ơi, nãy giờ kẹt ở đây gần nửa tiếng rồi ha. Hết biết gì chưa? Kìa mấy cái xe kia. Ừ, bản là đi trơn luôn kìa. Mình kẹt đây trời. Đó. Lấn vô đó. Dám đi xem đa mẹ có dám chèn đầu xe công kìa. Hủi luôn hay không? Rồi, đường chọc nó nóng tính nổi thiệt à. Hủi đi cho mình 10.000 hay sao á. Trời ơi. 10.000 bự dữ à. Trời ơi quá trời xe kìa nó đâm qua kìa trời. Đi xe du lịch vô ơ đồ. Đi mình đi theo chiếc xe công rồi đi. Về không được luôn công gì nữa. Đi hả? Chết luôn, bữa nay mưa lớn mà gặp tình trạng này nữa. Ngập cả Tân Nguyên luôn. Ừ. Quay đi, quay làm nghe rồi ta lấy rồi ta làm tin tức rồi ngập Tân Nguyên luôn đó. Đúng rồi, ta lấy ta làm lên tin tức luôn á nha. Nhiều luôn á. Hôm nay là ngày 21 nha các bạn. 21 tháng 5. Tân Nguyên. Thành phố Tân Nguyên Bình Dương. Ngập lụt. Mưa lớn. Kẹt xe kinh hoàng. Xe kẹt dài dài luôn nè. Đó. Ừ, đẩy bộ luôn kìa, ngập lụt đẩy bộ luôn kìa. Qua cái trường học là bắt đầu mình thấy xe nó hướng bên đây đi đã hóng mà bên kia kẹt dữ lắm luôn các bạn ơi. 200m nữa rẽ phải. Trời ơi. Kẹt cái cây số à. Thường à. Quá trời quá đất luôn. Kẹt tới đến xe tải này luôn nè. Chưa, còn đắng nữa kìa. Đang dài dài đó lên nữa kìa. Quá khủng khiếp các bạn ơi. Thôi mình kết thúc nha các bạn. Đúng rồi.